Xin chào, chào mừng các bạn. Các bạn ơi, hiện tại phía sau lưng mình đó chính là cụ rùa đang làm rần rần trên mạng xã hội. Đây là một điểm tham quan khá là mới và hiện đại ở ngay tại trong khu vui chơi của Vinpearl Phú Quốc. Và ngày hôm nay mình xin mời các bạn cùng theo chân mình đi khám phá cung điện Hải Vương, một điểm tham quan rất là mới và được rất nhiều người yêu thích khi mà tới du lịch tại đảo Ngọc Phú Quốc. Nào, xin mời các bạn cùng theo chân mình nha.